Phản ứng Miyu khi từng bị nghi cảm nắng Kiều Minh Tuấn. Trò chuyện với truyền thông mới đây, Cát Vượng chính thức xác nhận đã chia tay Kiều Minh Tuấn, thời gian cụ thể là 14 tháng 2 năm 2021. Tại đây, nữ diễn viên cũng bất ngờ chia sẻ chuyện từng có ý định sinh con với Kiều Minh Tuấn, song phải hủy kế hoạch vì ồn ào tình ái của bạn trai và an nguy. Nữ diễn viên cho biết khi chia sẻ lại chuyện này, cô không muốn bới móc hay trách cứ bất kỳ ai, chẳng qua muốn nói một lần duy nhất để đóng lại sự việc. Theo đó, Cát Vượng thừa nhận an nguy Kiều Minh Tuấn yêu nhau là thật và không có chuyện cô đứng phía sau giật dây dàn dựng. Bởi thời điểm ấy, nam diễn viên Em Chưa 18 và an nguy đang tham gia đóng một bộ phim. Ngoài ra, cũng trong lần lên sóng này, Cát Vượng đã có những tiết lộ xoay quanh tin đồn Kiều Minh Tuấn cảm nắng hot girl Miyu. Cô cho biết clip cầu hôn lan truyền trên mạng trước đó chỉ là quảng bá cho một dự án web drama, là một phân cảnh phim chứ không phải như dân mạng suy đoán. Kiều Minh Tuấn bày tỏ tình cảm với Miyu đơn thuần là cảnh phim, họ chỉ là đồng nghiệp, Cát Vượng khẳng định. Về phía Miyu, giữa ồn ào chia tay của đồng nghiệp, cô cũng bất ngờ bị tréo tên, không đứng ra đính chính, cô chọn cách im lặng. Trên trang cá nhân, ở dòng trạng thái mới nhất, cô đăng ảnh đi lễ chùa kèm chia sẻ. Bình thản khiến người ta giản đơn khiến người ta vui vẻ, kính mừng đại lễ Phật đản, cầu mong sức khỏe và bình an cho tất cả mọi người. Có thể thấy, đi qua bao sóng gió, trải qua nhiều thị phi, Miyu chọn cách an yên tận hưởng cuộc sống. Trước đó, chính Miyu cũng từng lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm với đàn anh trong nghề. Cô cho hay, với tôi thì anh Kiều Minh Tuấn là một đàn anh, một diễn viên rất chuyên nghiệp, còn chuyện chúng tôi có tình cảm với nhau là không có. Ngoài Kiều Minh Tuấn, Miyu cũng từng bị đồn hẹn hò với rất nhiều trai đẹp khác như nam diễn viên Quốc Trường, Ha Tri Lu, Chi Dân và gần đây nhất là MC Anh Huy. Tuy nhiên, 8X khẳng định họ là bạn bè, đồng nghiệp, anh em tốt. Về chuyện tình cảm, từ khi nổi tiếng đến nay, cô chỉ công khai hẹn hò duy nhất với thiếu gia Phan Thành. Tuy nhiên, cuộc tình ấy đã chấm dứt cách đây 8 năm. Hiện Phan Thành đã yên bề gia thất khi cưới beauty blogger Trường Minh Xuân Thảo, trong khi Miyu chọn cuộc sống độc thân vui vẻ.